Mai xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh Mai Vàng Vlog Cuộc Sống ở Huế, Việt Nam. Mai xin chúc mọi người thật nhiều niềm vui, thật nhiều may mắn và hạnh phúc, thành công trong cuộc sống. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã dành thời gian để xem hết video. Giới thiệu đoạn đường Đoàn Nhữ Hài từ đường Huyền Trân Công Chúa và đến Lăng Đồng Khánh. Mời mọi người đi cùng với mình vào đường Đoàn Nhữ Hài để tham quan một quần thể di tích có 102 của xứ Huế, cố đô Huế mọi người nhé. Lăng Đồng Khánh tọa lạc giữa một vùng quê yên tĩnh và tĩnh mịch thuộc làng Cư Sĩ, xã Dương Xuân ngày trước, nay là thôn Thượng Hai, xã Thủy Xuân, nay là phường Thủy Xuân, thành phố Huế, Thừa Thiên Huế. Lăng vua Đồng Khánh nằm yên nghỉ giữa một vị thế nồng ấm tình cảm gia đình. Chung quanh ông là lăng mộ của bà con quyến thuộc, Lăng Tự Đức, bác ruột và là cha ruột, Lăng Kiên Thái Vương cha ruột, Lăng Bà Tử Cung, con dâu Lăng Bà Thánh Cung, vợ và xa hơn nữa là Lăng Tá Thiên Nhân, hoàng hậu, bà cố nội. Quần thể di tích này đang được trùng tu các con đường, phía ngoài cũng đang được sửa sang làm rộng rãi để cho du khách trong nước quốc tế đến tham quan. Và mình tin chắc rằng những người con xứ Huế, có nhiều người cũng chưa đến vùng đất này để tham quan quần thể di tích này. Tất cả vẫn còn đang rất là mới, rất là nguyên vẹn giống như ngày xưa vậy mọi người ạ. Theo mình thì khi đi vào trong khu vực quần thể di tích lăng mộ của đường Đoàn Nhữ Hài này, mình cứ nghĩ rằng là nếu như ngày xưa đấy thì nơi này sẽ là một vùng thâm sơn cùng cốc của Huế. Nhưng ngày nay nếu tính theo đường chim bay thì rất là gần. Còn nếu mọi người đi theo phương tiện, đi xe máy hoặc đi ô tô thì cũng trong tầm khoảng 10 cây trở lại, cách trung tâm thành phố Huế khoảng 10 km thôi mọi người ạ. Để tham quan và hiểu thêm về lịch sử cố đô Huế, mọi người hãy dành thời gian, theo mình nghĩ thì trong một ngày thôi đã đi được hết quần thể di tích này rồi. Đường trước lăng đây. Hiện giờ thì chắc là gần xong rồi nên không thấy có công nhân làm việc ở đây. Hy vọng rằng sau khi hết dịch Covid thì du khách sẽ được vào tham quan Lăng Đồng Khánh. Bây giờ Lăng đang đóng cửa, chỉ có mở một cánh cửa nhỏ thôi. Một rừng cây này xanh ngát đẹp quá. Tuyệt vời thật mọi người ạ. Đi lên đây mình mới cảm nhận được cái không khí thiên nhiên. Đúng là con người phải luôn gắn bó gần gũi với thiên nhiên. Mình đi ra phía đằng sau để cho mọi người xem con đường đi về phía đằng sau đây. Đi một lên một rừng thông mọi người ạ. Thank you.
đẹp quá, nhìn vĩ đại quá hề. Hay là đây mới chính là lăng đó hả? À đây là mộ đó hả? Lăng Kiến Phúc cũng đang được trùng tu mọi người. Lối đi vào lăng. Mời mọi người đi vào trong lăng. Mọi người có nghe thấy tiếng thông reo không? Gió thổi và tiếng thông reo. Tuyệt vời quá. Cảm giác như đang về một nơi xa xăm nào á. Đây là cửa lăng. Mình mời mọi người cùng với mình đi vào trong lăng nhé. Qua lớp tường thứ nhất. Rồi chúng ta đã vào đến phần lớp tường thứ hai. Cổng đi vào lăng đây mọi người ạ. Cố đô Huế là xứ sở có 102 của Việt Nam mọi người ạ. Những người con xứ Huế hãy trân quý những gì mà mình có. Mình quay cho mọi người xem đây là những viên đá xây bờ kè đây. Những viên đá từ ngày sửa ngày xưa đấy. Vẫn còn nguyên đây mọi người này. Những viên đá này là chưa có được trùng tu gì đâu. Chắc là những viên đá là xây từ thời mới bắt đầu xây lăng. Đây là cây hoa sứ này. Hai bên lăng, hai bên cửa lăng có hai gốc sứ mọi người nhìn này. Cây này ở ngoài Bắc gọi là cây hoa đại đấy. Mình quay gần để cho mọi người xem này. Cây sứ nó cổ thụ đến mức độ như thế này đấy mọi người này.
hỏi cây sứ này bao nhiêu tuổi. Ở phía trong này hoàn toàn không có nhà dân ở mọi người ạ. Chỉ có người dân họ lên đây họ làm rẫy, họ trồng xả và trồng cây chè xanh thôi. Đường ở đây rất nhỏ, tầm khoảng 3 mét thôi này. Ui, như đi vào rừng rậm ấy mọi người ơi. Chắc chắn hồi xưa đây chỉ là một lối mòn nhỏ thôi, bây giờ mới được đổ bê tông đây. Nhưng mà người cũng đi rất là ít, cho nên là lá rụng đầy hai bên đường. Chỗ này mà buổi tối thì chắc chắn không dám đi rồi mọi người ạ. Sợ. Ở đây rất nhiều lăng mộ cổ này. Nhiều khi mình không phải là sợ người mà mình sợ có thể là những cái tệ nạn xã hội với mọi người ạ. Vì trong này nó quá kín ấy. Ở đây có một khu lăng mộ rất là to này. Cũng ở Huế thôi nhưng mà cái khu vực này chẳng bao giờ đi. Mà đây là lấy chồng theo chồng. Buổi tối chắc là không dám đi vào trong này đâu hề. Hoàn toàn là một phong cảnh thiên nhiên mọi người ạ. Cây, gió. Cây và gió. Hồi xưa mà khi những lăng được xây dựng đây thì có thể gọi là vùng rừng sâu thâm sơn cùng cốc của Huế đấy mọi người ạ. Nhưng ngày nay thì chỉ có cách trung tâm thành phố tầm khoảng 8 km thôi. Rất gần trung tâm thành phố Huế. Mình mới hỏi một người dân thì ở đây họ nói lăng này là của vợ vua Đồng Khánh. Chỗ này mình cũng chưa đến bao giờ mọi người ạ. Đây là lần đầu tiên mình mới tới đây. Trước lăng là có hai cây hoa sứ rất là to. Chắc là cái thời lăng này được sứ nó cũng đã được trồng thời điểm đó. Nên là gọi là hai cây sứ cổ thụ mọi người ạ. Tuyệt vời thật. Vì sao mà những người con xứ Huế lại không biết được rằng mình có đường chính giữa lăng mọi người ạ. Để mình đếm xem nhá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bậc thang. Có nghĩa là 9 vía. Đây là tường thành thứ nhất. Ở đây thì lăng đã được khóa kín rồi, mình chỉ quay cái phần ngoài cho mọi người nhìn thôi. Cận cảnh cây sứ, gốc cây. Chà, xù xì luôn. Giống như là da của con, gọi là con gì nhỉ? Con tê giác thì đúng hơn mọi người ạ. Chứ không phải là cái cây đâu. Nếu họ kể câu chuyện này, họ nói là ngày xưa, nhưng thực ra mình vẫn đang nhìn thấy rất thật đây, trước mắt mọi người đây. Toàn cảnh vòng thứ hai, vòng trong của lăng. Mình quay cho mọi người xem này. Đây là sân lăng này.
Có lẽ mình biết chắc chắn là rất nhiều người chưa đến lăng của Hoàng hậu này. Hôm nay mình quay cho mọi người xem này. Mọi người dành thời gian để đến lên viếng. Hai trụ biểu rất là to. Tường thành phía bên tay trái. Đây con đường trước mắt mọi người đây này, nếu mình đi theo con đường này, mình sẽ đi tiếp qua lăng Thiệu Trị, đi để được lên lăng Gia Long này. Trong video tiếp theo mình sẽ giới thiệu về con đường này mọi người nhé. Một con đường này đang là cũng được đổ bê tông. Mọi người thử ước lượng xem cái trụ biểu to bao nhiêu. Hai trụ biểu như vậy. Đây là một quần thể di tích mọi người ạ. Ở đây cũng được bảo vệ và quản lý. Sân trước của lăng này. Con đường phía trước trụ biểu này, nhưng mà chắc chắn trong tương lai con đường này sẽ bị giải tỏa và để đưa ra khỏi vùng này rồi. Đây là những bụi tre gai dày đặc, còn rất nguyên sơ, giống như rừng nguyên sinh này mọi người ạ. Những cây thầu đâu cũng... À, đây không phải, đây là cây gì mọi người ạ? Gần khu vực lăng Đồng Khánh, đây chính là nơi cung cấp rau răm. Rất nhiều ruộng rau răm đây mọi người này. Đặc điểm rau răm của Thủy Xuân là lá nhỏ, thân nhỏ, mềm. Đó mới là loại rau răm ngon mọi người ạ. Những ruộng rau răm lá nhỏ, thân nhỏ đấy mọi người này. Mọi người ăn nhớ chọn rau răm của Thủy Xuân nhé. Cách trung tâm thành phố Huế tầm có 8 km thôi. Mọi người nhìn thấy cái cảnh thanh bình không? Đúng là con người sống giữa thiên nhiên. Qua cái đợt đại dịch Covid này mọi người mới thấy được rõ được cái tầm quan trọng của thiên nhiên. Mình phải bảo vệ thiên nhiên mọi người ạ. Và thành phố Huế của chúng mình đúng là một thành phố sinh thái. Rất nhiều cây, cây đến xanh. Thăm quần thể di tích này, mọi người được đắm chìm trong khung cảnh thiên nhiên giống như giữa rừng xanh vậy.